Phao lúc phao cái nhà ơi. Rồi. Nay thiện đi câu cá xong nha cả nhà. Đi săn cá kể cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem kết quả với thiện nha. À, giờ xuống mời cả nhà ơi. Quá đẹp. Rồi. Ăn trên tay nha mọi người. Đây em ơi. Em đầu tiên nha. Này còn non quá. Đây cũng ngay lúc phao nữa hả? Ê, lúc phao đó anh luôn em. Quay sẵn thôi mà. Hay quá. Đâu mấy chùm lửa nó giục đốt tiêu luôn rồi. Trời ơi. Để mà hụt trời. Hụt hả? Hụt. Trời ơi. Chết bà. Quay lại coi. Rồi rồi. Dừng hay sao? Vô khơi bắt đầu nha mọi người. Bấm chưa? Rồi. Khi có canh bấm mới quay rồi đó. Cá không bự. Kiếm gì nữa? Dây. Từ từ đi. Ký luôn. Đang ra cần cây kia cả nhà. Nó lúc phao. Ben cần. Con này ký lô ký mốt dữ lắm rồi. Nó mập. Quá im ngay cả nhà. Để tranh thủ xuống kiếm cả nhà. Cá ăn lúc phao luôn. Dạ.
phao lúc phao cả nhà ơi. Ôi. À, thủ làm cục khác à. Thấy giờ mấy lần rồi. Các bạn lúc phao không hay đi múc nước cả nhà, quay lại thấy cái cần ấy nó lên luôn, không biết cả nhà thấy không. Thôi mà cả nhà thấy hiện tranh thủ con này rất ký gử. Hiện tranh thủ thiện xuống mồi tiếp cả nhà. Hàng này. Hai con đồng ký luôn cả nhà, con mập con ốm. Đó, hiện tranh thủ thiện ra xuống mồi tiếp cả nhà. Hai con chắc 2 ký mấy 3 ký. Độ chừng thôi nha cả nhà. Quá im. Bèn quá đẹp. Cá nó ọc đều hết trơn á cả nhà. Ọc đều hết trơn chứ không phải là ọc con chó luôn nghe cả nhà. Cả nhà nhìn xíu lên đều hết trơn. Bây giờ không bự, thí giữ về lại. Cả nhà ơi. Lúc phao nữa cả nhà ơi. Lúc phao nổi lên cả nhà. Nổi bánh mì lên luôn rồi. Để cho nó lúc cái nữa cả nhà.
quá im cả nhà. Con này chắc ký 2 à. Thua mấy con kia. Được cái ú à. Vô vừa dập xuống con mì chưa tan hết rồi. Mắt giỏng nữa cả nhà. Quá im cả nhà. Vừa trôi xuống luôn. Nó xuống mò tiếp cả nhà, tranh thủ quá. Nhà mới vừa xuống mò xong mới bước đi vô cái này lúc hả. Rộng cá này ơi. Đó cả nhà. Quá im rồi cả nhà. Dạ bộ. Cá nhỏ nhỏ rồi cả nhà, chú gửi cho lại. Con này thì chú nghe. Con uống. Con này nó bự chứ như là nó chú gửi đi. Thì như rộng cái nè, chờ đợi chút quả thì hiện tiếp nè. Cá nó ụt vòng 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 quá trời luôn cả nhà. Chưa thấy ăn uống gì chưa. Nãy giờ Thiện không quay người ta cự lộn quá trời luôn cả nhà. Chữ như thề không nên Thiện không quay, giờ Thiện xuống ngồi lại. Chỗ mấy cá ụt bự bự không mà nó không ăn. Chỗ không ụt thì nó ăn. Chứ chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại. Quá trời trống đẹp.
Ben này, má cái bự nhanh nhanh kìa. Trời ơi. Chạy luôn rồi trời ơi. Sao kỳ vậy? Vô rồi, vô cá lớn nha mọi người. Này đổ mấy ký anh kìa. Nặng à. Nặng lắm á. Từ từ thôi. Ơi, Hugo rồi, vô rồi. Này tôi có cá ăn rồi. Quá. Wow. Vô nổ không trời. Ghé hả hai cho chạy đi. Nhầm cái nhà ơi. Tính thao cái ọc mà nó ăn rồi cũng nhầm thử. Tiếp tục cho đã cả nhà ơi. Cá lồng cả nhà. Lồng gần cái xuồng cái phao cái ao thấy nha. Lên 4-5 con lên đều luôn. Hủn không ăn, đậm hay sao cả nhà. Tiếp cả nhà ơi, thả mồi. Tiếp tục chờ đợi tiếp cái nhà. Quá trời luôn cả nhà. Quýnh gần ngầm cá không đá đắm gì luôn cả nhà. Bả nhiều quá hay sao á, nó không thấy mồi, cá đục dữ thằng luôn cả nhà. Thiện quýnh cây phao cây ngầm cả nhà. Ba con 3 ký thôi cả nhà ơi. Giờ về nước xấu quá cả nhà. Cá bự giờ nó ụt không nghe cả nhà. Bự ụt cái vạt lỗ ngoài quá trời luôn. Về ăn cơm nước rồi chiều qua đấu tiếp cả nhà. Đánh cục nữa thôi cá không ăn nữa rồi về cả nhà. Giờ gần 3 giờ rồi cá không ụt nữa cả nhà. Quýnh cục nữa
quá nè. Không có hàng nữa, thôi về luôn cả nhà ơi. Chuyện kết thúc video luôn nha cả nhà.